Vụ xuân năm nay, bà Trương Thị Huệ, thôn An Hạ, xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, không còn phải lo lắng mỗi đợt phòng trừ sâu bệnh cho lúa xuân khi sức khỏe hạn chế. Đợt phòng trừ sâu bệnh cho lúa xuân từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 5, bà Huệ rất vui mừng vì đã ký hợp đồng với công ty dịch vụ phun thuốc trừ sâu bằng công nghệ máy bay, nên đã bảo đảm được lịch phòng trừ sâu bệnh của huyện Tiền Hải đề ra và còn giảm được độc hại cho bản thân. Đối với gia đình tôi thì cấy ngót 2 mẫu, gia đình tôi phun thì cứ trong vòng phải một ngày là phải tích cực phun một ngày đấy là phải đòi hỏi là phải tích cực mới phun xong được, mà không thì phải sang cái ngày thứ hai. Nhưng từ khi mà phun thuốc ngoài máy bay thì cái thời gian nó rất là ngắn, cho nên là đảm bảo được kể cả về sâu bệnh là chúng tôi cảm thấy nó hiệu quả lắm. Cái hiệu quả kinh tế đối với người dân chúng tôi rất là tốt, cho nên là chúng tôi rất phấn khởi. Cái ngày trước ấy là khi chưa sử dụng là làm tập trung thế này ấy, thì nhân dân ấy có khi nếu như ấy là một thời kỳ mà phun trong vòng 3 ngày thì dân chúng tôi phải phun đến một tuần mới xong. Cái phun thuốc bằng máy bay tức là cũng là 5 vụ rồi. Thế thì giảm bớt chi phí và tăng thêm thu nhập cho nhân dân thì nhân dân rất là phấn khởi để thực hiện cái nghị quyết của là Đảng ủy, của Ủy ban xã, của chi bộ. Thế cho nên là Ban mặt trận cùng với dân chúng tôi ấy, chấp hành rất là tốt. Những năm gần đây, thiết bị bay không người lái được sử dụng để phun thuốc bảo vệ thực vật đã hiện diện ngày một nhiều hơn trên đồng ruộng tỉnh Thái Bình. Qua đó đã mang lại nhiều lợi ích, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân như giảm sức lao động, tăng năng suất. Công ty Nicotech đã hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phun thuốc dịch vụ từ năm 2019 và đến hôm nay là năm nay là 4 năm. Và qua quá trình triển khai thì chúng tôi liên tục đánh giá cái chất lượng thuốc trước và sau khi phun, sau đó kết hợp cùng với lại cán bộ xã cùng với lại trạm bảo vệ để đánh giá cái phòng trừ sâu bệnh đảm bảo hiệu quả cho bà con nông dân, sau đó là nghiệm thu theo hợp đồng và đánh giá kết quả và bắt đầu mới thanh toán tiền theo hợp đồng. Để bảo vệ trên 400 hecta lúa xuân, xã Nam Hải đã tích cực chỉ đạo các thôn tập trung tuyên truyền nông dân thực hiện phun phòng trừ sâu bệnh, trong đó khuyến khích ứng dụng phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay cho lúa xuân theo lịch phòng trừ sâu bệnh của huyện Tiền Hải đề ra. Trong quá trình để thực hiện áp dụng cái cơ giới hóa vào sản xuất thì đối với địa phương đầu vụ đã triển khai đề án và cũng đã quy vùng sản xuất đảm bảo cho quy vùng cấy một giống lúa. Chúng tôi thì cũng phối hợp với cơ sở thôn vận động tuyên truyền tư vấn cho người dân là áp dụng cơ giới hóa vào việc phòng trừ sâu bệnh bằng máy bay đã được người dân là cũng đồng tình ủng hộ. Phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả rất cao. Đấy, và hai nữa là tiết kiệm thời gian cũng như giảm chi phí rồi là bảo vệ sức khỏe cho người dân cũng như là giảm thiểu cái việc ô nhiễm môi trường. Vụ xuân năm nay, công tác phòng trừ sâu bệnh ở xã Nam Hải, huyện Tiền Hải được ứng dụng công nghệ phun thuốc trừ sâu bằng máy bay đạt 80% diện tích. Việc ứng dụng công nghệ máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật đã góp phần giảm ngày công lao động, khắc phục được tình trạng thiếu lao động trong sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu độc hại cho người nông dân vì không phải trực tiếp phun thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, nâng cao hiệu suất, hiệu quả lao động và giá trị kinh tế trên một diện tích đất canh tác.